Hi, xin chào quý vị và tất cả các bạn. Hôm nay Hoàng xin giới thiệu bạn con Santa Fe máy dầu 2.2 đặc biệt nha các bạn, màu vàng cát. Con máy dầu này là xe giao ngay trước Tết nha các bạn. Xe giao ngay cho các bạn trước Tết. Màu vàng cát này nha các bạn. Santa Fe có kích thước tổng thể dài cộng cao bao gồm 4m770 nhân cho 1m890 và chiều cao nó là 1m705 nha các bạn. Công suất cực đại là 202 trên 3.800 vòng trên phút nha các bạn. 202 mã lực trên 3.800 vòng trên phút. Dung tích bình xăng là 71 lít. Hộp số 8 cấp nha các bạn, hộp số 8 cấp. Hệ thống dẫn động là cầu hai trắc nha các bạn. Hệ thống dẫn động hai trắc. Thông số của lớp này là R19 nha các bạn. Đây là tổng thể xung quanh của chiếc Santa Fe máy dầu 2.2 phiên bản đặc biệt nha các bạn, 2.2 phiên bản đặc biệt. Xe này là xe giao ngay nha các bạn, xe giao ngay. Nhanh tay bẹo lửa. Giờ Hoàng sẽ review qua xung quanh qua xe cho các bạn xem nha. Đây là bản 2.2 máy dầu nha các bạn, 2.2 máy dầu đặc biệt. Bản đặc biệt 2.2 máy dầu đặc biệt. Đây là thông số lớp nó là 19 nha các bạn, bản đặc biệt thông số lớp 19, bản tiêu chuẩn là 18 và bản cao cấp đi đơm là cũng 19 luôn. Con này là con xe giao ngay nha các bạn, giao ngay cho các bạn đây. Màu vàng cát quá đẹp, quá sang trọng luôn nha các bạn, quá đẹp, quá sang trọng luôn. Nhanh tay quẹo lửa. Và đây là phía sau của cốp nha bạn, phía sau cốp của xe. Đây là ghế sau bạn, giật gấp lại. Đây có cọng dây giật các bạn giật cái đẩy tới gấp lại. Đó. Gấp lại các bạn. Này anh tải ra. Đây là hàng ghế thứ hai các bạn, hàng ghế thứ hai đây. Nói chung là con này rất là rộng thoải mái nha các bạn, rất là rộng thoải mái. Hàng ghế thứ hai có nút điều chỉnh bằng điện nha các bạn, điều chỉnh bằng điện đây. Đây. Nhấn cái nó sẽ cấp lại, nó trực lên. Các bạn thấy không? Nó có hai vị trí, ở vị trí bên hông này và vị trí dành cho ở ghế thứ hàng ghế thứ ba các bạn, nhấn cái nó sẽ gập lại và nó trượt lên. Đó. Sẽ gập lại và trượt lên các bạn. Đó.
bản đặc biệt này ghế phụ vẫn là chỉnh cơ nha bạn, ghế phụ vẫn là chỉnh cơ. Và bản cao cấp ghi âm mới là chỉnh điện nha bạn, chỉnh điện. Đây bình xăng. Và đây là mức tiêu hao nhiên liệu được dán bởi nhà máy nha bạn. Đây là cái lò của nó nha em đó nha các bạn. Dòng này có 6 lò 6 túi khí luôn nha các bạn, 6 lò 6 túi khí. Và phần tiến vào bên trong ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai có hệ thống gió, hệ thống mát ở đây các bạn, hệ thống mát đây. Và hai ổ USB. Và trên đây là cửa sổ trời toàn cảnh nha các bạn, cửa sổ trời toàn cảnh. Đây cửa sổ trời toàn cảnh bạn. Cửa sổ trời toàn cảnh. Hoàn chỉnh sang cái hàng ghế phía trước các bạn, ghế tài phía trước. Đây là ghế lái chỉnh điện 10 hướng nha bạn, ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Bên cửa tái của xe thì có những tính năng như sau: khóa an toàn trẻ em, khóa kiếm khóa an toàn trẻ em các bạn. Và trên đây có một số tính năng đây, tăng giảm độ sáng của màn hình turbo, chống trơn trượt, báo cảnh báo điểm mù, khóa cầu, mở cốp điện tử nha các bạn, mở cốp điện tử. Và đây là màn hình đa chức năng đây, hiển thị thông tin của xe. Đây là màn hình giải trí AVN các bạn. Có những tính năng kết nối như là MP3, Bluetooth, kết nối AUX và cổng USB. Và kết nối AirPlay nha các bạn. Đó. Bản đặc biệt này nó có tính năng là sạc điện thoại không dây, Đó, sạc điện thoại không dây. Đây có ngăn mình để điện thoại nha bạn, điện thoại rất là im. Và trên đây được bao bọc bởi một lớp da tương đối là xịn, rất là xịn. Ở trên vô lăng có những cái tính năng tai nghe gọi điện thoại và chuyển đổi chế độ bài hát đầu nha các bạn, tăng giảm volume và chế độ ga tự động drive control.
và có ngoài ra còn có hai cái tính năng là lẫy số tay các bạn, lẫy số tay đây được tích hợp trên vô lăng đó. Lấy số tay tích hợp trên vô lăng đó. Đều độc lập hai dùng độc lập. Và tiếp theo là cần số, đây cần số có tính năng này cảm biến gear và có tính năng view. Mình mở mở cốp nha bạn, mở cốp điện tử, thắng điện tử hỗ trợ vận hành xuống dốc, remote bốn chế độ nha bạn. Đây chế độ eco, chế độ sport, chế độ smart, chế độ combo, bốn chế độ nha bạn, bốn chế độ lái. Đây là hộp đựng đồ và tựa tay các bạn. Hộp này không thể tựa lên tựa xuống được, không tựa lên tựa xuống được các bạn. Đây là kính chống chói kết hợp với radar các bạn, radar cảnh báo, có kết hợp với radar cảnh báo, kính chống chói. Chào quý vị và tất cả các bạn, thế là Hoàng đã review xong con Santa Fe 2.2 máy dầu đặc biệt này nhé các bạn. Nếu quý vị nào mà kết cái model của con và cát này thì nhanh tay lên alo cho Hoàng để có xe trước Tết nha các bạn, có xe giao cho bạn trước Tết, xe giao ngay đây. Thời gian Tết cận kề rồi các bạn nhanh tay lên gọi điện cho Hoàng để hốt em này về nha các bạn, để ghi em này về chạy Tết. Số điện thoại của Hoàng có để bên dưới, có gì quý vị có nhu cầu mua xe hay gì cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại bên dưới nha các bạn. Rồi Hoàng xin tạm biệt và kết thúc cái clip Hoàng tại đây. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn qua clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn.